các bạn học viên là mình hỗ trợ tập xe nè ha, mình đứng sát ngay chữ U và chữ X á, thấy chữ U chữ X chữ xuất phát không đó, các bạn lưu ý nha. Đó, nghe tín hiệu xuất phát là các bạn vào, bắt đầu thi là các bạn vào. Các bạn đăng ký xong lấy ghế ngồi xuống nhường ghế phía sau. Rồi các bạn hỏi là cái ống hơi là cái nào, cái ống hơi là cái màu đen á ha, khi mà các bạn đi các bạn chạm vạch á là dính vô cái ống hơi là rớt nha. Lưu ý là chạy xe về không tắt máy xe để nổ nguyên đó nha. Cái ống hơi màu đen đó các bạn thấy không, các bạn mà thả chân á, nhiều bạn trời chạy lộn vòng rồi ông nội này. Thôi chạy luôn đi em, lỡ lộn rồi chạy qua kia đi luôn đi. Các bạn vô các bạn phải chú ý nha, tại nhiều bạn tâm lý rung thôi ha, nhiều bạn tâm lý rung nên là mình thi mình chạy hơi bị vậy, chứ mình đi mình nhìn mình chú ý là mình nhớ hết nha. Nó tôi nói thiệt, có nhiều bạn rung lắm, chạy lộn vòng không à. Cái này là đang tập xe trung tâm nha. Đó, nghe bắt đầu là các bạn chạy vào. Còn Tuấn Anh số 3. Nói chung là thi là bạn nào cũng đổi hết nha. Đó, cố gắng đừng chống chân nha ha. Nhiều bạn đó chạy vô đó. Nguyễn Thị Trang số 4. Cứ từ từ chạy là ok nha các bạn. Từ từ đó, chạy đều ga, thắng chân ra từ từ. Đó. Không có việc gì phải chống chân hết. Đơn giản nha các bạn. Chạy đều ra là được được. Đang tập xe nha, trung tâm mình hỗ trợ tập xe trước thi nha. Nguyễn Thị Trang số 4. Xe 01 thi đạt. Đó, thi đạt xe báo thi đạt nha, còn chạy lộn vòng gì xe báo nha các bạn. Trương Thị Minh Ký.